Trong khi giá xăng trong nước đang tăng cao bất ngờ thì giá dầu trên thế giới lại đang có xu hướng là giảm sâu. Và cụ thể là ngày 10 tháng 3, giá dầu có phiên giảm mạnh nhất về tỷ lệ trong vòng 2 năm qua sau khi mà thành viên tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa OPEC là các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE ủng hộ tăng sản lượng dầu. Và chỉ trong một tuần trước đó thì OPEC cộng cũng cho rằng giá dầu tăng vì yếu tố địa chính trị hơn là thiếu nguồn cung và đồng thời quyết định không tăng thêm sản lượng. Giá dầu Brent giảm 16,84 đô la Mỹ tương đương 13,2% xuống còn 111,14 đô la Mỹ một thùng, phiên giảm mạnh nhất kể từ ngày 21 tháng 4 năm 2020. Trong khi đó, dầu thô WTI giảm 15,44 đô la tương đương 12,5%, còn 108,7 đô la một thùng, phiên giảm mạnh nhất kể từ ngày 26 tháng 11 năm 2021. Hồi đầu tuần, WTI đạt mức 130 đô la Mỹ một thùng, mức cao nhất 13 năm trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang. Theo hãng tin Reuters, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và nước láng giềng Ả Rập Xê út thuộc số ít thành viên OPEC có năng lực dự phòng, giúp họ có thể tăng sản lượng. Nguồn cung bổ sung từ OPEC có thể bù đắp cho một số thiếu hụt nguồn cung do gián đoạn trong nhập khẩu dầu từ Nga sau so các lệnh trừng phạt kinh tế do Mỹ và các chính phủ khác áp đặt.